một nhóm các nhà khoa học Nhật Bản đang nghiên cứu một ứng dụng được cho là đột phá gắn với những chiếc ba lô pin mặt trời và thiết bị điện tử lên dáng, điều khiển chuyển động của chúng bằng điều khiển từ xa. Nhà khoa học Kenjiro Fukura cùng các cộng sự tại phòng thí nghiệm Thin Film Device thuộc tập đoàn nghiên cứu Riken đã phát triển một mảng phim mặt trời dày 4 mm bằng khoảng 1/25 độ dày sợi tóc người, có thể nằm gọn trên lưng của loài côn trùng. Màn phim cho phép con dáng di chuyển tự do, trong khi pin mặt trời tạo ra đủ năng lượng để xử lý và gửi tín hiệu định hướng đến các cơ quan cảm giác trên chân sau của con dáng. Nhóm của ông Fukuda đã chọn loài dáng Madagascar để thí nghiệm vì kích thước của chúng đủ lớn để mang theo thiết bị và không có bộ phận cánh cản đường. Một trong những thử thách mà các nhà khoa học gặp phải trong quá trình thí nghiệm là thu nhỏ các linh kiện để con dáng có thể di chuyển dễ dàng hơn, hay cho phép gắn với các bộ phận cảm biến hoặc thậm chí máy ảnh. Nhà khoa học Yuriro Kaki cho biết ông đã chế tạo ra một chiếc ba lô cảm biến từ các linh kiện có giá trị 5.000 yên được mua tại khu điện tử Akihabara ở Tokyo. Sau khi kết thúc nhiệm vụ, phần phim gắn trên người con vật có thể được loại bỏ để con vật trở lại cuộc sống bình thường. Giai đoạn trưởng thành của loài dáng này kéo dài từ 4 tháng và chúng có thể sống thọ tới 5 năm.